Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin COVID ngày 21 tháng 8. Bản tin ngày hôm nay gồm có những tin chính sau đây. Người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ được phát lương thực tận nhà. Khánh Hòa, vụ bánh mì không phải hàng thiết yếu cho phó chủ tịch phường nghỉ việc. Pfizer sẽ đẩy nhanh tiến độ giao vaccine cho Việt Nam, đồng thời tiếp nhận hơn 500.000 liều vaccine từ Ba Lan. Lợi dụng luồng xanh, xe tải chở hơn 8 tấn bánh trung thu nhập lậu. Tây Ninh, một ngày bắt giữ 2 vụ nhập cảnh trái phép. Và sau đây là nội dung chi tiết. Người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ được phát lương thực tận nhà. Quân đội sẽ lập đội công tác đặc biệt với sự tham gia của cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên đưa lương thực, thực phẩm, thuốc điều trị đến từng nhà dân. Các đội công tác đặc biệt cũng sẽ vận động, giám sát người dân thực hiện nghiêm cách ly xã hội. Lực lượng quân y cùng các trạm y tế lưu động, tổ y tế cộng đồng tham gia điều trị, hỗ trợ y tế người mắc COVID-19 đang điều trị tại nhà cũng như các trường hợp khẩn cấp khác. Để đảm bảo lương thực, thực phẩm cho gần 10 triệu người dân thành phố Hồ Chí Minh trong 15 ngày, Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị các cán bộ, ngành, trong đó có quân đội, công an, ngành công thương hợp tác giải quyết vấn đề này. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phạm Thị Thắng cho biết, thành phố dự kiến các mặt hàng thiết yếu theo giá trị dinh dưỡng, từ đó tính cụ thể, chi tiết số lượng hàng hóa bao gồm gạo, đường, nước mắm, dầu ăn, v.v. mỗi ngày. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với 24 quận, huyện, thành phố Thủ Đức triển khai xuống phường, xã để thống kê số cửa hàng tiện lợi, tiện ích cũng như khảo sát nhu cầu người dân. Trên cơ sở này, cơ quan chức năng siết chặt hơn một bước, không để người dân tự đi chợ mà tổ chức cung ứng theo hai hình thức: người dân tự trả tiền và được hỗ trợ miễn phí. Khánh Hòa, vụ bánh mì không phải hàng thiết yếu cho phó chủ tịch phường nghỉ việc. Sáng ngày 21 tháng 8, ông Nguyễn Sĩ Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cho biết vừa có quyết định cho thôi việc đối với ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa từ ngày 1 tháng 9 năm 2021. Trước đó, ông Trần Lê Hữu Thọ đã có đơn xin thôi việc vì hoàn cảnh gia đình. Được biết, ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa là người liên quan trong clip bánh mì không phải là thiết yếu gây xôn xao trên mạng xã hội khi xử lý một nam công nhân ra đường mua bánh mì và nước uống trong lúc tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Ông Thọ là người đã quay clip, đồng thời có những phát ngôn gây phản cảm trên mạng xã hội. Sau khi sự việc xảy ra, dư luận xã hội lên tiếng, nam thanh niên này đã được mời lên trả lại phương tiện, không xử lý vi phạm. Thường trực tỉnh Ủy ban Khánh Hòa yêu cầu lãnh đạo thành phố Nha Trang làm rõ vụ việc, kiểm điểm, xử lý nghiêm sai phạm của cán bộ. Tại cuộc họp kiểm điểm, ông Trần Lê Hữu Thọ thừa nhận khuyết điểm do nhận thức chưa đầy đủ nên hành xử không đúng với người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cũng đã xin lỗi và nhận khuyết điểm đối với nam công nhân vì quán triệt lãnh đạo tổ chức thực hiện chỉ thị 16 chưa tốt. Ông Trần Lê Hữu Thọ cũng đã đến công trình nơi nam công nhân làm việc và xin lỗi. Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Lê Hữu Thọ. Ông Thọ chấp hành hình thức kỷ luật, tiếp tục làm việc. Ngày 26 tháng 7, ông đã có đơn xin thôi việc vì hoàn cảnh gia đình. Pfizer sẽ đẩy nhanh tiến độ giao vaccine cho Việt Nam, đồng thời tiếp nhận hơn 500.000 liều vaccine từ Ba Lan. Tối ngày 20 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Chủ tịch, Giám đốc điều hành công ty Pfizer, ông Albert Bourla, bày tỏ cảm ơn công ty đã đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển ngành y tế tại Việt Nam, hợp tác tích cực chuyển giao vaccine cho Việt Nam theo hợp đồng cung cấp 31 triệu liều. Và cũng vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã thông qua việc mua bổ sung gần 20 triệu liều vaccine từ công ty. Bên cạnh đó, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Nguyễn Hùng đã dự buổi lễ tiếp nhận bàn giao hơn 501.000 liều vaccine COVID-19 do Ba Lan viện trợ tại sân bay Warsaw Chopin vào ngày 20 tháng 8. Đại sứ Nguyễn Hùng đã bày tỏ xúc động, đánh giá cao tình cảm của Ba Lan với Việt Nam. Đại sứ tin tưởng rằng hai nước sẽ cùng nhau chiến thắng dịch bệnh, quan hệ Việt Nam-Ba Lan với bề dày hơn 70 năm sẽ ngày càng phát triển hơn. Lợi dụng luồng xanh, xe tải chở hơn 8 tấn bánh trung thu nhập lậu. Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Trung Thu, nên tận dụng dịp này, bất chấp trong bối cảnh cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống Covid-19, nhiều gian thương tìm đủ mọi cách để vận chuyển, tiêu thụ bánh trung thu nhập lậu về thị trường trong nước để kiếm lời.
Vào rạng sáng ngày 20 tháng 8, đội 4, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với đội Cảnh sát giao thông số 15, Quản lý thị trường số 9, bắt giữ một xe tải chở số lượng lớn bánh trung thu nhập lậu với thủ đoạn mới là lợi dụng xe ưu tiên hoạt động trên luồng xanh. Hành vi vận chuyển hàng lậu đã bị phát hiện khi cơ quan công an bất ngờ kiểm tra chốt kiểm soát dịch trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào sáng 20 tháng 8. Vì không đủ điều kiện lưu hành, toàn bộ hơn 200.000 chiếc bánh trung thu đã bị cơ quan chức năng thu giữ để mang đi tiêu hủy. Tây Ninh, một ngày bắt giữ 2 vụ nhập cảnh trái phép. Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 19 tháng 8, tại khu vực gần cột dấu 169.3 nằm trên địa bàn ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, khi các chiến sĩ của chốt kiểm soát phòng chống dịch số 15 của đồn đang tuần tra và đã phát hiện bắt giữ 3 đối tượng khi cả 3 lợi dụng đêm tối để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trước đó, vào lúc gần 14 giờ cùng ngày, đơn vị này cũng đã bắt giữ một nam thanh niên trú tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, đi ven theo bờ ruộng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua địa bàn ấp Tà Beng, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu. Ngay sau khi hoàn tất hồ sơ, ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tổ chức bàn giao cả 4 đối tượng cho Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Phan Thiết đình chỉ giám đốc trung tâm y tế lơ là phòng chống dịch. Vào ngày 20 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Phạm Viết Yên, giám đốc trung tâm y tế thành phố Phan Thiết do thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch. Theo đó, thời gian qua, trong công tác chỉ đạo, điều hành liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Phan Thiết, ông Phạm Viết Yên, giám đốc trung tâm y tế thành phố Phan Thiết đã có những biểu hiện lơ là, thiếu trách nhiệm. Việc này đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận phê bình, nhắc nhở tại cuộc họp trực tuyến với Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết vào sáng ngày 4 tháng 8, nhưng việc lơ là vẫn tiếp diễn. Cụ thể, ngày 19 tháng 8, tại Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết đã xảy ra tình trạng tập trung đông người chờ tiêm vaccine phòng COVID-19, không đảm bảo giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Sau đó, khi phóng viên báo chí phỏng vấn sự việc qua điện thoại, ông Yên đã trả lời thiếu trách nhiệm, không có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đang diễn ra. Vì vậy, ngày 20 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã chủ trì cuộc họp với sự tham gia của lãnh đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ, xem xét, làm rõ trách nhiệm, đình chỉ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết đối với ông Phạm Viết Yên. Sáng ngày 21 tháng 8, cả nước đã chữa khỏi 132.815 bệnh nhân COVID-19, có 690 ca nặng và rất nặng đang điều trị. Trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 319.209 ca, trong đó có 130.041 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 7 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới, bao gồm Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hải Phòng và Yên Bái. Có 3 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, bao gồm Kon Tum, Hà Giang và Thái Bình. Có 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh với 164.524 ca, Bình Dương 55.601 ca, Long An 16.552 ca, Đồng Nai 15.602 ca, Tiền Giang 5.619 ca và Đồng Tháp 5.554 ca. Bộ Y tế không dung túng cơ sở y tế từ chối cấp cứu bệnh nhân dẫn đến tử vong. Trước bức xúc của người dân về việc người viêm phổi hoặc mắc các bệnh nặng nguy hiểm đến tính mạng bị các phòng khám đa khoa từ chối cấp cứu dẫn đến tử vong ở Bình Dương, ngày 20 tháng 8, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh của Bộ Y tế đã dẫn đầu đoàn công tác đến Bình Dương chỉ đạo xử lý rốt ráo sự việc trên. Trước đó, bà TK, 50 tuổi, quê ở Cà Mau, tức ngực, khó thở nên được người thân đưa đến phòng khám đa khoa Phúc Khang An, Thuận Giáo, Thuận An nhưng không được bảo vệ cho vào cấp cứu mà chỉ đi nơi khác dẫn đến hậu quả bà K tử vong trên đường di chuyển. Tương tự, ông ND, 57 tuổi, có tiền sử huyết áp cao, có dấu hiệu đột quỵ, ông D chuyển biến nặng, khó thở, nôn ói nên được đưa đến phòng khám đa khoa Hồng Ngọc, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Tuy nhiên, phòng khám này cho rằng bệnh ông D nặng quá nên di chuyển đi nơi khác,
đến nơi khác, ông cũng không được tiếp nhận và đã tử vong. Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Hồng Trương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết, ngay khi xảy ra sự việc, các lực lượng thanh tra ngành y tế và công an đã vào cuộc. Trước mắt, Phòng khám đa khoa Phúc Khang An và Phòng khám đa khoa Hồng Ngọc được yêu cầu tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác xác minh của cơ quan pháp luật và thanh tra Sở Y tế. Thẳng thắn trao đổi với lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng như nhiều sở, ngành, Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Huê nhấn mạnh, Bộ Y tế đã chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế công lập và tư nhân phải tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, nếu vi phạm, căn cứ vào mức độ vi phạm để xử lý. Trực tiếp đến kiểm tra tại hai phòng khám trên, Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Huê yêu cầu Giám đốc Sở Y tế Bình Dương phải tạm thu giữ ngay giấy phép hoạt động khám chữa bệnh của cả hai cơ sở này, đồng thời nhanh chóng làm rõ các vi phạm nếu có, sai ở cá nhân nào, khâu nào thì phải xử lý ngay và thật nghiêm túc. Hà Nội, 13 doanh nghiệp đăng ký bán hàng lưu động bằng ô tô, xe buýt. Theo Sở Công Thương Hà Nội, để đưa hàng hóa tới tay người tiêu dùng trong thời gian giãn cách, 13 doanh nghiệp đã đăng ký triển khai bán hàng lưu động bằng ô tô và xe buýt. Sở Công Thương thành phố Hà Nội cho biết, trong trường hợp cấp bách, thành phố sẽ kêu gọi doanh nghiệp mở rộng triển khai mô hình trên. Các doanh nghiệp bán hàng lưu động bằng ô tô, xe buýt sẽ triển khai chủ yếu tại các khu nhà trọ, khu đông dân cư để hạn chế người dân, công nhân phải ra ngoài đi chợ, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, lãnh đạo Sở Công Thương cho hay. Đến nay, 9 quận đã tổ chức 45 điểm bán hàng lưu động, 63 điểm bán hàng dã chiến phục vụ cho nhân dân trên địa bàn có chợ hoặc cơ sở kinh doanh phải đóng cửa. Hiện nay, 6 quận, huyện đã đăng ký 62 điểm bán hàng lưu động bằng ô tô, xe buýt trong thời gian giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, Sở cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả. Khi tiếp nhận thông tin chợ nào có dấu hiệu tăng giá, sẽ phối hợp để kiểm tra, rà soát kỹ càng. Thành phố Hồ Chí Minh, hai trạm y tế lưu động hỗ trợ F0 đầu tiên đi vào hoạt động. Hai trạm y tế lưu động đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh vừa đi vào hoạt động tại quận 3 và quận 7. Đây là hai trong số gần 4 trạm y tế mà thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập để hỗ trợ các trường hợp F0 đang điều trị, cách ly tại nhà. Tại quận 3, trạm y tế lưu động đặt ở trung tâm văn hóa phường 11, địa chỉ số 933 đường Hoàng Sa. Còn tại quận 7, trạm được đặt tại trường tiểu học Võ Thị Sáu, số R6, đường Đặng Đại Độ, phường Tân Phong. Hiện, Sở Y tế sẽ cấp trước 20 túi thuốc cho mỗi trạm lưu động, sau đó sẽ tiếp tục bổ sung trong thời gian tới để phát cho F0. Túi thuốc gồm có các loại thuốc không kê toa và thuốc có chỉ định, nước súc miệng, dung dịch khử khuẩn và khẩu trang. Ngoài ra, còn có máy đo chỉ số oxy SpO2 tại nhà để F0 tự đo thường xuyên mỗi ngày, xác định được mức độ nguy hiểm và yêu cầu can thiệp kịp thời. Vào trước đó, trong hôm ngày 19 tháng 8, ngay sau yêu cầu của Bộ Y tế, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các quận huyện và thành phố Thủ Đức thành lập các trạm y tế lưu động. Trong đó, căn cứ vào tình hình các F0 trên địa bàn sẽ thành lập số lượng trạm khác nhau. Dự kiến, quận 8 có 49 trạm, quận Tân Bình có 40 trạm, quận 7 có 36 trạm, v.v.